Chiều ngày 30 tháng 7, đoàn công tác của huyện ủy do đồng chí Lê Văn Thạch, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Tân Lạc làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Đảng ủy xã Phong Phú. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Thạch, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Tân Lạc nhấn mạnh, Phong Phú là trung tâm khu vực vùng Thạch Bi, trong đó có làng Mường Cổ, xóm Lũy Ải, là một trong 20 làng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là làng truyền thống tiêu biểu. Ngoài ra, Phong Phú còn được tỉnh lựa chọn đầu tư xây dựng bảo tàng không gian bảo tồn di sản văn hóa dân tộc Mường gắn với du lịch tại huyện Tân Lạc, tại xóm Lũy Ải. Đây là những lợi thế mà không địa phương nào trong huyện có được. Đồng chí đề nghị địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện, tuyên truyền vận động nhân dân bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mường, giữ gìn nguyên vẹn toàn bộ cảnh quan, kiến trúc, phong tục tập quán, lối sống, di sản văn hóa phi vật thể khu vực các hộ dân đã đang sinh sống ở xóm Lũy Ải, đồng thời tranh thủ các nguồn lực đầu tư hạ tầng, xây dựng và khai thác bền vững các giá trị văn hóa Mường để phát triển du lịch bền vững, cải thiện sinh kế của người dân. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế và thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị Đảng bộ xã cần tập trung rà soát các chỉ tiêu, trên cơ sở đó đề ra các biện pháp phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ và chỉ tiêu đã đề ra, đồng thời tập trung tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng gắn với quan tâm chăm lo phát triển đảng viên mới.